Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay các bạn có thể thấy hôm nay là Uyên Quỳnh ngồi ngay cả vườn hoa rất là đẹp luôn ha, xung quanh toàn là hoa không. Vào mùa này thì là hoa bách hợp bắt đầu nở, và mỗi năm thì hoa bách hợp chỉ nở có một mùa thôi. Uyên Quỳnh thì đặc biệt rất là thích loại hoa này. Và để quay trở lại với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay, và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở với các em chị rằng nếu muốn tham gia chương trình thì mỗi người cần làm một video giới thiệu về bản thân của mình. Và trong thời gian qua có quá bận rộn, Uyên Quỳnh chưa kịp trả lời cho quý vị khán giả, thì cứ việc vui lòng chờ hoặc là nhắn tin lại cho Uyên Quỳnh thì Uyên Quỳnh sẽ trả lời tin nhắn các bạn. Nào, mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn hôm nay đi tìm một nửa của mình. Và vườn hoa này thì Uyên Quỳnh rất là mê luôn á, rất là mê lắm. Đây nè, hôm nay hoa đỏ nở quá chừng luôn. Hoa vàng thì yếu hơn hoa đỏ, đỏ thì nó nở rất là rực rỡ, hoa hồng đậm á các bạn. Em chào chị nha. Dạ. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Xin chào các bạn. Chị gửi lời đến tất cả cộng đồng mạng, anh chị gần xa, trong như ngoài nước. Nói chung là chào tất cả mọi người. Dạ, chị có thể giới thiệu về mình hả chị? Mình tên là Ngọc Âm. Mình hiện đang sống tại bang Arizona. Yeah. Arizona, nếu mà đi qua chỗ em gần không? Tại vì chị chưa tới, chị cũng không biết nữa. Tại vì chị chưa tới chỗ em lần nào, cũng không biết là gần hay xa. Dạ. Rồi chị qua Mỹ lâu chưa chị? Chị qua đây là 3 năm rồi. Qua 3 năm rồi. Và chị đã quen với cuộc sống bên này chưa? Thì nói chung là bước đầu qua đây thì nhiều cái nó cũng ngỡ ngàng lắm. Mình cũng chưa có học hỏi với lại tiếp xúc được nhiều ngoài công việc làm. Mình cứ sáng đi chiều về, cũng chưa có biết được ở đâu, nhiều nơi, cũng chưa có được đi đến đâu hết á. Chỉ là công việc là làm vậy thôi. Vậy hả? Chị có chị qua 3 năm rồi, chị có đi du lịch nơi nào mà chưa? Chị qua đây 3 năm thì đến cái khi mà có vé trở lại sau Covid thì chị về Việt Nam thôi. Thì cũng đi Phú Quốc chơi, cũng đi vòng vòng ở Việt Nam thôi chứ chưa có đi đâu hết. Chị có đi du lịch bên Mỹ này chưa? Cũng chưa. Dạ. Cũng có hứa hẹn với mấy đứa em là sẽ đi Las Vegas. Chưa biết. Dạ. Ủa chị, mà chị đi qua Mỹ này chuyện gì? Gia đình bảo lãnh. Dạ. Rồi chị qua đây có con chị không? Chị có gia đình chưa? Chị có con trai, cũng có gia đình rồi. Con trai chị có gia đình. Dạ. Chị rồi đợt chị qua Mỹ như này nè, rồi con chị có đi theo không hay là chị đi một mình? Không, chị đi một mình. Oh. Chị đi qua với mấy người bạn bên đây làm neo á. Yeah. Cũng buồn ha, thí dụ đi nguyên gia đình qua đây thì đỡ hơn, còn đi một mình đây cũng buồn á. Nói chung con cái nó cũng có cuộc sống riêng tư của nó rồi. Yeah. Thì, mình cũng thích đi ra ngoài cho nó vui vẻ, yeah, thoải mái. Yeah. Là hiện tại là chị đi làm nail với bạn của chị chứ trong gia đình chị có ai làm nail không? Thì con trai thì cũng đi làm nail. Với gia đình thì hai chồng đi làm nail. Ủa, là chị... con chị cũng đi qua với chị luôn? Không, bà con chị ở Tây Ban hết. Đâu, ý em nói là đợt chị từ Việt Nam qua đây á, là chị có đi chung với con chị không? Chị qua bên con chị ở thời gian rồi chị đi qua theo bạn qua đây. Dạ. Chị qua 3 năm thì chị đã quen với cuộc sống bên này chưa? Bước đầu thì nó cũng có những cái mà mình chưa có ấy, nhưng mà bây giờ dần dà thì mình cũng quen từ 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 thì nó cũng hòa nhập, nó cũng dễ chịu hơn. Dạ. Cũng còn nhiều ngỡ ngàng, bây giờ thì mình cũng tập từ từ, mình cũng quen. Dạ. Chị rồi ở Việt Nam chị làm công việc gì?
Hồi trước ở Việt Nam á, thì nhà chị làm ở bên môi giới về mua đất á, tại vì ở cái khu của chị sau cái thời gian mà giải tỏa rồi giờ cái vùng mới nhiều quy hoạch á, nên là đôi khi thì chị cũng đi với mấy người chị anh chị thì cũng đi coi đất đai, rồi ví dụ người ta cần làm hồ sơ giấy tờ hay làm cái những cái công chứng ở bên tư pháp hay bên địa chính thì chị cũng đi theo đó, rồi cũng kiếm tiền xài. Công việc đó chị làm ở Việt Nam thì không có mệt lắm ha, đi qua đây phải làm lại từ đầu cũng hơi vất vả. Chị rồi à, chị với ông xã chia tay bao lâu rồi? Ông xã thì bất nay là 20 năm rồi. Wow, mất 20 năm luôn hả? Năm nay nữa là đúng 20 năm. Trong vòng 20 năm đó rồi chị có để ý anh nào, có anh nào để ý chị không? Chị còn trẻ và đẹp nữa, lúc đó chắc cũng có nhiều người đeo đuổi lắm hả? Nhưng mà lúc đó con chị nhỏ quá, chị không có nghĩ. Chị có được mấy bé lận chị? Vậy được ba cháu. Hai trai một gái. Rồi ở bên Mỹ này mấy mấy bé? Chỉ có một con trai lớn thôi, còn hai đứa thì nó ở Việt Nam. Ồ, không chịu đi hả chị? Không phải là không chịu đi mà chị đang làm giấy tờ để lo cháu qua. Thì hồi đó chị đi là con trai chị bảo lãnh mẹ. Con trai bảo lãnh. Hai đứa nhỏ thì nó cũng trên 20 tuổi rồi, chị làm bảo lãnh sao. Nãy giờ em cứ tưởng đâu là chị em của chị bảo lãnh, không ai ngờ con trai chị bảo lãnh. Ở Việt Nam quê chị ở đâu? Ở Việt Nam thì chị trước đây là chị ở Đồng Nai, sau này chị về Sài Gòn. Chị sống ở Sài Gòn cũng 20 năm, xong rồi chị mới qua đây. Chị nghĩ mình có những ưu điểm gì? điểm của chị là thật, chị sống rất thật, bình dân giản dị, còn nhược điểm thì dễ khóc. Dễ khóc. Dễ khóc nhưng mà có dễ dỗ Tại vì khóc mình không có ai dỗ nên không biết có dễ không? không. Chị khóc mình Bây giờ chị đi làm một tuần đó, chị làm mấy ngày chứ? có khi chị làm suốt 7 ngày, có khi thì 5-6 ngày tùy theo, nếu như cảm thấy mệt thì chị nghỉ. Rồi những thời gian rảnh rỗi là chị thích làm công việc gì? Nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa rồi gì đó. Ví dụ như đêm thì về rồi trước khi ngủ thì xem chương trình của Uyên Huỳnh nè, rồi coi tin tức Việt Nam thì vậy đó. Theo dõi Yên Huỳnh. Chị rồi à, bây giờ nếu mà chị muốn tìm người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Chị muốn có một người như là một cái bờ vai để khi vui buồn rồi sống có trách nhiệm với nhau, tại vì cái tuổi mình cũng lớn rồi. Mình cần có bạn để mà chia sẻ vui buồn ốm đau vậy thôi. Chị không có đòi hỏi nhiều, nhưng người đàn ông đó là không rượu chè hút sách cờ bạc. Điều mong muốn của chị là gì? Thì chị sống rất là đơn giản, chị không có đòi hỏi gì cao, cuộc sống bình thường mà sống trong vui vẻ là được. Chị có nghĩ là anh đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Nếu bằng hoặc là lớn hơn chị 5-10 tuổi không quan trọng. Chị là chị sinh năm mấy? Chị sinh năm 61. Nhìn chị trẻ hơn số tuổi của chị ha. Trẻ hơn hả? Ngày mà qua Mỹ giờ nhiều cái nó buồn á, lớp thì nhớ nhà, rồi lớp thì chưa quen với cái cuộc sống á, nhiều khi tối về nằm buồn lắm, suy nghĩ. Chị mau, chị thấy chị mau mau già hơn trước. Dạ đúng rồi. Nếu mà lớn tuổi qua đây thì
làm lại từ đầu rất là khó khăn. Chị theo dõi gì nhiều nhưng mà chỉ theo dõi nhận xét rồi vậy thôi, chứ còn nghĩ đến người nào thì chắc có lẽ chị cũng chưa có dám nghĩ. Tại vì mình thấy mình đơn giản mộc mạc quá, mà mình cũng không có giàu có, mà cũng không đẹp, không có ngoại hình, nói chung là tất cả mọi điều là mình không có bằng ai gì hết. Nếu mà trên cái chương trình này chị nhờ Uyên là có thể là nhờ Uyên nhiều hơn là cái suy nghĩ của chị. Ví dụ như Uyên cảm thấy là có một người nào đó mà Uyên cảm thấy nó phù hợp với chị nên dạy dạy đó, là để chị có thể tìm hiểu qua người đó. Dù sao cũng cần ở Uyên nhiều hơn là chị mình. Uyên có thể tìm người phù hợp với chị dễ hơn. Chị cũng ngại lắm, mình cái tuổi này nếu mà mình tìm kiếm lựa chọn hay là khi chị không có lựa chọn cái gì hơn á, là tìm một cái người đàn ông mà có trách nhiệm, biết thương yêu mình, biết thông cảm, biết đồng cảm, biết chia sẻ vậy thôi. Nếu mà nói là chọn một người phù hợp cho chị thì em không có dám ha. Tại vì em không biết như thế nào mới phù hợp với chị. Nhiều khi em vừa mắt em nhưng mà chị lại không có vừa mắt chị. Cho nên chị chịu khó coi River trên video chọn giùm em nha. Chị nhắn số mình chỗ number của anh đó qua cho em. Cái phù hợp đó là cái người đó đừng có đòi hỏi là phải đẹp, phải dáng, phải giàu có, xinh đẹp gì đó. Để há vậy? Người ta có muốn gì như vậy người ta cũng đâu nói với em chị. Phù hợp với cái lứa tuổi của mình, không quá trẻ, không có nhìn cao. Rồi ví dụ trong quá trình mình quen, mình tìm hiểu, mình nói chuyện qua lại, nó có phù hợp hay không rồi. Đúng rồi, nó cần phải có một quá trình rất là lâu dài. Nếu mà tìm người vừa ý, hợp ý với nhau thì nó mau lắm. Còn nếu mà tìm mấy người mà giống như là chưa hợp ý với nhau thì phải chờ thời gian cũng khá lâu á. Quan trọng là chờ bao nhiêu cũng được. Chứ là còn hơi thở thì còn chờ. Quan trọng là người đó có phù hợp không? Cái nhìn cao thì được. Cứ như chị vậy đó, cứ bình dân, cứ con người sống qua cái cách sống, cái tư cách con người. Chứ không phải là mình quan trọng người ta phải giàu có hay là người ta phải cái này cái khác thì nói chung là tính khí xưa giờ vậy. Không dám mơ cao. Mình cũng già rồi, tuổi mình giờ là chỉ cần có người bầu bạn với mình để chia sẻ ốm đau bệnh hoạn, hoặc là có người để mình khi mà mình khóc để có người chia sẻ dỗ về. Có người dỗ được rồi, khóc rồi có người dỗ là được rồi quá. Có người dỗ là được rồi. Chị rồi khi chị định đi thêm bước nữa như thế này, các con của chị có ủng hộ chị không? Nói chung là con chị thoáng nó nói mẹ sống mẹ cảm thấy vui là được rồi, tại vì xưa giờ mẹ cực khổ với tụi con nhiều, cho nên là mẹ cảm thấy mẹ vui là đủ. Năm vừa rồi là tháng tư chị về. Còn dịch mà chị vẫn về được hả? Lúc đó chị về là cái F0 nó bùng lên lại đó. Nhưng mà may mắn là nhà chị cũng không có ai bệnh, mà chị xong 3 buổi thì chị mới về. Được 3 tuần, 4 tuần vậy thì chị qua lại thế nào. Chị nếu bây giờ mà yêu lại lần nữa, chị có muốn người yêu của chị có tánh lãng mạn không? Lãng mạn thì với cái tuổi này thì nó cũng lãng mạn một cách nhẹ nhàng. Chứ cũng không phải là lãng mạn là phải cái này cái khác, nói chung là nó không có màu mè cả lương là được. Tại vì cái tâm mình thật á thì mình có một cái thể hiện lãng mạn, nó nhẹ nhàng mà nó tình cảm, nó khác. Còn cái lãng mạn mà theo cái tuổi trẻ bây giờ nó hào nhoáng, có màu mè thì chị không thích.
Chị rồi ông xã trước đây của chị có tính lãng mạn không? À, cũng Dạ. có nhưng mà rất nhẹ nhàng, rất tình cảm, Dạ. tình cảm sâu sắc. Dạ. Thì cũng quan tâm vợ con rồi, cũng biết chiều vợ khi vợ thích đi đây đó, hoặc là vợ thích đi mua sắm, cũng chiều, rồi như là sinh nhật thì cũng mua nhẫn tặng vợ, hay là một cái món quà gì đó như là ngày lễ tình nhân rồi đó, thì cũng mua món quà về tôi tặng bà kiểu. 20 năm trước như vậy là rất là good rồi đó. Dạ. Với công việc hiện tại của chị, em nghĩ là chắc cũng không có, chị cũng không vừa ý mấy đâu. Thì trong tương lai chị có dự định gì cho tương lai của chị không? Cái trước hết là mình mong muốn con mình sớm ở đây với mình, rồi tụi nó có cuộc sống ổn định, hai đứa bên Việt Nam, rồi lúc đó mình có thể là mình đi hành hương, mình đi chùa, mình đi chơi, hoặc đi du lịch đây đó, theo cái khả năng của mình thích đi đâu thì mình đi đó, chỉ vậy thôi. Cuộc sống thì nếu mà có người đồng hành với mình thì nấu cơm chung với nhau, ăn uống cho nó vui vẻ trong nhà, hay hoặc là buồn vui tâm sự, hay dẫn nhau đi chợ, hay dẫn nhau đi câu, hay là đi tham quan biển như vậy. Chị Cũng thích đi đây đó. chị có bao giờ đi câu chưa? Ở Việt Nam thì có, nhưng qua đây thì chưa có điều kiện, qua đây thì chỉ sáng tối đi làm về nhà thôi à. Ở Việt Nam thì thỉnh thoảng đi tới mấy cái quán mình đang có hồ cá đó, nhưng hoặc là ra bờ sông, nhà mình cũng gần sông mà, ra bờ sông coi người ta đi chài lưới cá, rồi cái mình cũng đem câu, mình ngồi về ké trên cái xuồng nhỏ của mấy người quen ở gần á, cái mình câu, mình chơi giải trí vậy đó, rồi đi chung với mấy đứa dốc nhỏ ở xóm, mấy đứa cháu nhỏ nhỏ nó thích đi câu, rồi mình đi theo, mình dừng chừng nó, rồi mình cũng câu với nó cho vui vậy. Ha, chị có câu được không? Có mình câu cũng được, có nhiều khi câu được con cá bóng, cá chốt gì đó, rồi cá rô phi gì đó mà vui lắm, đi với mấy đứa nhỏ vui. Nhiều Vui khi mình ngồi mình câu á, mấy đứa nhỏ nói sao mà cô câu có cá còn con câu con ngồi hoài ha. không có. Mấy đứa nhỏ nó vui lắm, chiều cũng ra đó ngồi chơi chơi với đứa trẻ nó vui. Chị rồi ở bên tiểu bang của chị em nghe nói là mưa nhiều đó hả? Phải không? Không, ở Arizona này mình ở cái thành phố kia cho nên là nó nắng nóng nhiều, hiện tại bây giờ rất là nóng mà mình mặc áo giờ mình còn đổ mồ hôi đó. Vậy đó hả? Là nó nóng đôi khi 700 độ, nó nóng khủng lắm, nó nóng mà mình đi bước ra ngoài xong đó là cái da mình nó rát giống như là mình bị kim giòn đó. Mà ngồi mỗi lần mà xe mà để ngoài sân mà đi vô ngồi là nó nóng nóng, mình ngồi mình mệt luôn. Đúng rồi. Mà ở đây nó 3 tháng nó rất là nóng, không có đóng tuyết giống như là mấy cái địa phương khác. Ồ, ở bên chị không có tiếc hả? Bên đây á, thì thật ra mình qua đây cũng chưa được 1 năm, lúc mình đi qua đây á, là mùa đông thì nó mát mẻ, Vậy nó đó không hả? có quá lạnh, nó không đóng tuyết, mình chưa thấy tuyết ở đây. Lúc mình lúc mình ở với con trai thì ngày nào cũng hả, cái mùa đông á, ngày nào cũng tuyết đóng, ngày nào cũng cào tuyết cực khổ, đi ra ngoài cực. Nhưng bên đây thì mình chưa thấy tuyết, mà nghe nói là ở đây có tuyết cứ phất phất vậy thôi, nhưng mà là lâu lắm mới có một lần. Thì khu này nó gần núi, khu này là người ta sống, người ta cất nhà ở ngay chân núi rồi nhiều lắm, qua giấy. Vậy đó hả? Nhưng mà qua mùa đông thì cũng trồng rau, trồng cam, trồng quýt đường cũng mát mẻ, nó không có nóng quá, nó mát. Là bên chị ở là gần bên Cali đó phải không? Arizona là gần Cali đó À, nghe nói là nếu mà mình đi qua Cali thì lái xe mấy tiếng đó, còn đi máy bay thì chỉ có hơn 1 tiếng, không? cũng chưa có dịp để qua.
Chị rồi từ ở tiểu bang của chị mà chị qua bên đó với bạn chị á, thì công ăn việc làm của chị nó có ổn Thì định cũng ổn định, không? nhưng mà cái thu nhập của mình nó cũng ít, tại vì mình không có phải thợ giỏi. Chỉ làm trên tay nước thôi, không có giỏi như làm bột vẽ này, mình không có khiếu nhiều. Nhưng hơn nữa lớn tuổi rồi mình cũng không muốn kiếm rất nhiều quá chắc. Lớn tuổi mà chị làm được vậy là cũng giỏi rồi, mắt chị còn thấy rõ không? Thì nói chung là cũng được, cũng làm được, nhưng mà cái đắp bột với lại vẽ này kia thì mình không có thiếu, mình cũng chưa làm tới hơn nửa khách mà khách khó rồi đó. Ở đây thì khách thì nó chỉ dễ thì tay chân nước thôi, chứ nếu mà làm bột này kia là khách nó cũng khó. Mình thấy thôi chậm mà chắc mà làm cứ theo khả năng mình thôi, không đòi làm chạy nhiều. Không, mà ý em nói là chị qua đây là cũng khi chị lớn tuổi mà chị làm được kia là chị giỏi rồi. Có nhiều người ta làm đâu được, từ 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 phải chấp nhận thôi cô. Chứ hồi mới qua thì cũng buồn, bởi vì sao qua ở nhà với con không cho đi làm, buồn. Nói năng nỉ lắm, cho có người tới rước, bạn tới rước năng nỉ lắm mới cho đi đó. Mẹ không có làm được đâu mẹ, cái môi trường mà làm ở trong cái ngành này nó có nhiều cái phức tạp, nó giành khách giành đồ, mà mẹ thì mẹ hay dễ tủi thân rồi mẹ buồn rồi hả, mẹ ở xa rồi thì con không có yên tâm, mà muốn đi thì cứ đi thôi, chứ con nói mẹ hết cách. Nói chuyện gì mẹ muốn về, con mua vé cho mẹ về liền. Đúng Mẹ thích đi thì mẹ thích vui để cho mẹ đi để mẹ vui, mà nếu mình cảm thấy buồn thì cứ mua vé về thôi, có gì về. Con không có cần thiết mẹ phải làm đâu, con lo cho mẹ được. Con chị là cũng làm neo hả? À, nó cũng làm đi Cũng hai đi làm chồng, hay là làm tiệm ở nhà? à, nó làm chung với bạn Hùng, với bạn hai đứa mở tiệm, hai chồng nói với hai chồng bạn nó cũng nhau làm cũng nhiều năm rồi. Qua đây mà ở trong nhà không buồn lắm đâu, chịu nổi. Muốn cho đi làm chứ bắt ở nhà Ra ngoài thì tuy là có cực nhưng mà nó thoải mái đầu óc hơn phải không? đi ra thì nhiều khi mình có thể đi thoải mái hơn, thì nói về với vợ chồng về cũng phải lo con cái cơm nước thì nó không có thời gian để mà nó mẹ con gặp nhau nhiều. Sáng sớm thì vợ chồng nó ăn sáng xong thì nó đi, rồi lúc đó mình xuống thì tụi nó đi làm về hỏi rồi mẹ ăn chưa, rồi nói về đâu ăn uống cho xong rồi dọn dẹp rồi mạnh còn ai để ở khi muốn nói chuyện gì cũng mình muốn cầm cái gì mình nói gì thôi, con mình vất vả thôi không nói đâu, để tự mình sắp xếp khi muốn đi đâu này kia. Thấy giờ đi làm về tối quá để con mình vất vả thôi, vậy để nó nghỉ ngơi chứ vậy đó. Đi ra ngoài với bạn thì tung tăng, muốn nghỉ đi chơi thì đi, đuổi vào đây nó dễ hơn cái lướng vòng. Ở bên đây á, chị ở gần khu người Việt không? Toàn là người Mỹ xung quanh thôi mà không có người nào Việt, Rồi. đi làm cũng không có thấy người Việt nào hết trơn, trừ cái đi chợ Việt Nam thôi. Cũng có chợ Việt Nam đó hả? Chợ Việt Nam thì cách đây chắc cũng khoảng gần hơn nửa tiếng một xíu, còn xung quanh là chợ Mỹ. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Chị thân ái gửi Uyên và gia đình có nhiều sức khỏe, làm rất là nhiều chương trình để cho chị được theo dõi mỗi ngày. Để chị tìm coi có anh nào mà ảnh muốn ngỏ ý với mình không nhé. Rồi xin gửi lời đến tất cả mọi người trên cộng đồng mạng trong ngoài nước những lời chúc sức khỏe, thân ái chào. Cảm ơn chị.